Kính thưa Quốc hội, sự lãnh đạo của Đảng, sự đồng tình, đồng hành, giám sát của Quốc hội, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cùng cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân trong bối cảnh thế giới biến động phức tạp, khôn lường, chưa có tiền lệ, vượt ngoài dự báo. Nhưng nước ta đã đạt được những kết quả rất quan trọng, toàn diện trên các mặt kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh. Trong báo cáo của Chính phủ rất khiêm tốn, tăng trưởng GDP quý I thấp so với cùng kỳ. Tôi cho rằng trong bối cảnh khó khăn, đạt được như vậy là vô cùng trân quý rồi. Thấp để bình tĩnh, nhìn lại, lấy đà cho sự tăng trưởng mới, bền vững sắp tới. Về đối ngoại là rất thành công. Các chuyến thăm hữu nghị của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã nâng cao vị trí, uy tín Việt Nam với bè bạn quốc tế. Đặc biệt, chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Trung Hoa là chuyến thăm có tính lịch sử, khẳng định những dấu ấn mang định hướng lớn về đường lối đối ngoại của nước ta trong hiện tại và tương lai. Nhiệm vụ chủ yếu trong thời gian tới, tôi đề nghị Chính phủ cần chú trọng. Một là tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, phát huy vai trò của thị trường trong nước. Bên cạnh đó, quan tâm hơn nữa đến phát triển bền vững kinh tế xã hội, cải thiện, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo. Hai là đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính, không ban hành các chính sách, các quy định mới để làm phát sinh thủ tục, chi phí, thời gian. Đặc biệt, Chính phủ ra tay mạnh hơn nữa để phân cấp, phân quyền xuống cấp dưới, để cấp dưới chủ động trong thực thi nhiệm vụ. Như vậy, Chính phủ cùng các cơ quan trung ương mới có thời gian chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, giám sát cấp dưới, làm đúng tiến độ, chất lượng, quy hoạch, kế hoạch. Ba là kế thừa những thành quả đối ngoại trong thời gian qua, tiếp tục triển khai một cách đồng bộ, toàn diện, hiệu quả các hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế, đẩy mạnh ngoại giao kinh tế, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tranh thủ nguồn lực bên ngoài để cho phát triển đất nước. Bốn là tình trạng nhiều công chức, thầy thuốc, thầy giáo xin nghỉ việc trong thời gian ngắn vừa qua cần phải được đánh giá nguyên nhân một cách khách quan, có giải pháp tháo gỡ kịp thời, tránh thiếu thầy một cách cục bộ. Xã hội ta là xã hội văn minh, hiện đại, có thể thiếu thứ nọ, thứ kia, chứ không thể thiếu thầy được. Năm là tiếp tục quan tâm bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc vùng miền. Hoàn thiện chính sách lao động, tiền lương, đảm bảo an sinh xã hội, đặc biệt thực hiện nhanh, mạnh, có hiệu quả chính sách ưu đãi người có công với cách mạng. Nếu không nhanh, chỉ khoảng 10 năm nữa thôi, chúng ta muốn ưu đãi với họ cũng không còn cơ hội để ưu đãi nữa. Kính thưa Quốc hội, Đức Phật dạy rằng tham sân si là thuộc tính của con người. Chỉ khi nào thành Phật mới hết tham. Nhưng tham đến mức độ nhũng, có hại cho nước, cho dân thì tuyệt đối không cho phép. Cử tri và nhân dân cả nước đồng tình, tin tưởng rất cao vào sự quyết liệt của Đảng, Nhà nước trong công cuộc phòng chống tham nhũng vừa qua. Dư luận quốc tế đánh giá rất cao, cho rằng cách xử lý của chúng ta vừa rồi là rất nhân văn, nhân đạo, nhân bản. Năm 1288, trước thế mạnh như vũ bão của quân Nguyên Mông sang xâm lược nước ta,
nhiều quan quân nhà Trần tham sống sợ chết, viết đầu hàng thư. Đến ngày đại thắng, triều đình thu thập dâng đầu hàng thư nên vua Trần xử tội. Vua Trần Nhân Tông đem toàn bộ đầu hàng thư đốt hết, cho rằng vì thắng lợi là quá lớn rồi, không cần phải mất thêm thứ gì nữa. Từ đó, vua tôi nhà Trần vui vẻ, tin tưởng, nhất tâm cùng triều đình xây dựng và phát triển đất nước, tạo nên một hào khí mới cho dân tộc, hào khí Đông A, nhà Trần Việt Nam. Xin trân trọng cảm ơn và kính chúc Quốc hội ngày Phật đản hoan hỷ.